Dạ con xin chào các bác em xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có một chiếc xe Trung Quốc nè, với toàn bộ đồ là màu đen hết nha. Nó mà bác thấy được cái lâu con. Ở bên này nó đen thùi lùi luôn. Bắt đầu thấy thích màu đen con nha. Đầu vô giới thiệu cho các bác một cặp bánh của nó nè. Bánh này đùm sắt nha các bác. Đùm sắt, căm sắt, đó, niềng nhôm ha. Đó, sống thì cao nè, đẹp nè. Đó. Nó màu đen đặc trưng nha, vỏ ruột thì còn đẹp nè. Mấy con Trung Quốc này thì cứ việc là mua về xài thôi nha, không có bỏ vỏ ruột cả tốt. Đó, vậy là 28 nha, 7MC nhân 58C. Đó, này là hàng vỏ tai quan hay sao? Nói chung là mấy vỏ này đẹp. Rồi này cái bánh xạo đó nha các bác. Cũng đùm sắt luôn ha. Rồi có cái clip Trung Quốc luôn, clip 7 ha, xài ngon lành nè. Đó, niềng cũng bản cũng khá đẹp. Rồi. Cái bánh này nó cũng chưa mòn gì nhiều nha các bác. Nó chưa có mòn gì chứ. Vậy đó. Rồi cái bánh này còn giao lưu với giá là 750 cao ship nha. Đó, 750 cao ship cái bánh này bác nào thấy ưng được thì alo con nha. Vậy lắp xe chạy thôi nha, không cần phải sửa chữa gì nữa nha. Trong khi nó có bị hơi bị không ngay thì mình lắc vài cái cầm cái là xong ha. Rồi bác nào thấy ưng được alo con ha, 750 cao ship cho cặp bánh này ha, màu đen ha. Rồi, con tiếp tục luôn. Con giới thiệu mấy cái đặc trưng nó xong rồi vô mấy cái nhỏ nhỏ của nó cho mấy bác nó tham khảo. Rồi có một cái bộ đầu này luôn nè, bộ đầu này có tay thắng phụ luôn nha. Tay thắng thì bằng sắt nha, tay thắng phụ thì bằng nhôm nha. Nó ghi đồng này thì bằng nhôm luôn, bông tăng cũng bằng nhôm luôn. Nó có bộ tay số gì nè, Trung Quốc nha. Đó, đó xài bình thường nha. Còn bên đây là không có kêu nè. Bên này không có kêu nha. Bên này phải kêu. Đó. Tay thắng phụ bằng nhôm ha, dạy ngon lành ha. Đi đông bông tăng bằng nhôm luôn. Rồi có tay thắng bằng sắt thôi. Sơn đen luôn. Đó, hôm nay còn cắt bà lách. Rồi bác nào hưng bộ đồ này alo con nghe, con giao lưu giá là 600k bao ship nha. Đó. 600k bao ship cho bộ đồ này, bác nào thấy hưng được alo con. Đó, xe Trung Quốc. Đầu Đài Loan. Cái tay thắng thì China. Nghe mắc lên China, nghe bán hàng China xuất Nhật nha. Đó, Shimano mắc lên China. Rồi. 600k bao ship cho bộ này, bác nào thấy hưng được alo con. Rồi bắt đầu thấy được bộ đầu này alo con nha. Xăm cà bào ship. Giờ cũng có mấy cái bộ đề của nó nè ha. Này là Shimano mắc anh China luôn nhé bác. Hàng chip tô này nha. Shimano tô này mắc anh China. Đó, một bộ. Này là 7 nha. Hàng này là hàng Trung Quốc theo xe nha. Xích Nhật nha. Rồi bộ này con giao lưu giá là một bộ gì là 250 bao ship đi. Nó xả cho mấy bác gì chơi đi. 250 bao ship nè ha, cho cái bộ số 1. Đã. Rồi mã số 1, 250 bao ship. Đây cái mã số 2 luôn nha các bác. Số hàng Shimano Tonai luôn nha. Cái này cũng sơn đen luôn. Rồi 250 bao ship luôn nha, cho cái mã số 2. Đó, 250 bao ship luôn cho mã số 2. Rồi cái này. Cái này thì nó đẹp hơn chút xíu nha các bác, cũng đề 7 luôn nha, bằng nhôm nè. Cái này thì lắp xe nhôm nha các bác, nó bự nè, cổ nó bự lắm nha. Cái này thì mình lắp xe cổ được nè. Cái này mình lắp xe cổ được nha. Còn cái này lắp xe nhôm mới được nha. Rồi bộ này con giao lưu với giá là
tô này luôn nha. Này bao lưu giá là 300k bao ship nha. Đó cho cái bộ số 3 mà lắp xi nhôm bự nha. Rồi 300k bao ship cái này luôn. Thôi 250 luôn đi cho nó đồng giá luôn mấy bác dễ chơi. Mã số 3. Nó xả mà sợ gì lỗ. Có lỗ mấy này nhầm gì. Trời. 250 bao ship cho cái mã số 3 lắp xi nhôm cổ bự nha. Rồi con có bộ ngẹm nè, phô mát luôn, Taiwan luôn nha. Đó, chữ nghĩa con gõ nè, sơn đen luôn. Rồi bộ này cũng khá là đẹp, gom ghim ha, dày ha. Rồi bộ này con giao lưu giá là 200k bao ship luôn nha. 200k bao ship cho bộ ngẹm này, thì bác nào thấy ưng được alo con. Đó, bộ này thì hơi đẹp tí xíu, bán 200k, mấy bác gán cho gỡ lại tí xíu nha. Mấy xe này toàn là quầy vốn như lỗ không à. Rồi, 200k bao ship cho cặp ngẹm này luôn. Đó bạn nói được alo con ha. Rồi con cặp bị đàn này nè, mũ nha, mũ toàn phần hàng bãi. Rồi bộ này con giao lưu giá là 100k bao ship cho cặp này nha, bác nào thấy được alo con nha. Đó 100. Rồi cặp này bằng mũ luôn, ngoài mũ ở ngoài cho sắt trong mũ luôn. Rồi cặp này con giao lưu giá là 130 luôn, bảo ship luôn ha, bác nào thấy ưng được alo con ha. Đó, mã số 2. Còn bộ này bộ đi đánh cá nha. Hàng này hàng Malaysia cao cấp nha các bác. Đó, này còn đẹp. Rồi bộ này con giao lưu giá là 350k bảo ship luôn. Đó, 350k bảo ship cho bộ cá luôn, mọi người nghe lâu con ha. Rồi con xả với bộ dùng dễ luôn nha các bác. Ở con cái yên nè, cái yên V-God nè các bác. Đó, cái yên này thì cũng khá là lành nha. Đó, chưa có gách gì trên nha. Nó chỉ có xích miếng keo chỗ này nè ha. Đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới trên, nó xích tút dưới này nè. Rồi, cái yên này con giao lưu với giá là 150k bao ship cho cái yên này luôn nha. Đó, cái này nó xài con sò nha. Mấy bác xài con sò thì xài, không xài con sò thì gỡ ra. Bắt được cái di động, cái bồng ta, cái cố yên cây gậy thôi. Đó, rồi bắt đầu được cái alo con ha, nó chỉ có chút xíu chỗ này thôi nè. Rồi 100 cử bao ship luôn cho cái này, bắt đầu alo con. Rồi còn cái clip China 7 luôn ha, còn khá là đẹp nè, dày nè. Rồi cái clip này về chỉ việc xài luôn nha, xài ngon lạnh nha. Rồi cái clip mình 150 bao ship luôn. Đó, bác nào thấy được alo luôn ha. Rồi có bộ dầu dĩa đồng sắt nè. Đó, 170 top IBT của Đài Loan, Trung Quốc nha. Đó, Trung Quốc gì đó, Đài Loan gì đó. Nói chung là hai thằng đó nó hợp tác nhau, nó sức nhật. Đồng sắt nha, ba dĩa. Đó là xe bầu qua dĩa thì alo con bộ này con giao lưu với giá là đồng giá luôn. 150 bao ship. Đó, 150k bao ship cái bộ này ha. Mã số 1, 3 dĩa. Đó, 150k bao ship. Đây. Bộ này luôn ha. Cũng như vậy luôn nha. Đó, cũng hàng đó luôn đó. Mình mới Trung Quốc rồi. Cũng 3 dĩa luôn nha, dĩa sắt dày không rồi nha các bác. Rồi, cái này con cũng xả luôn. Cái này nó chạy chút xíu chỗ này nước sơn nha. 150k bao ship cho mã số 2. Đó, 150k bao ship luôn. Đó, đòi tiền ship không muốn hết. Đây mã này mã số 3 ha, cũng bằng sắt luôn, hai dĩa nha. Cũng là 170 luôn nha. Đó, dĩa nắp đồ đầy đủ nè. Rồi cái này con xả luôn nè, 150k bao ship cho cái mã số 3 nha. Đó, mã số 3 nha là hai dĩa, 150k bao ship luôn. Còn đây là bộ này là bộ giò nhôm nha các bác. Đó. Forgen 170 luôn, bằng nhôm. Rồi bộ này nha, xả luôn, 200k bao ship cho cái bộ giò nhôm này ha. 200k bao ship cho bộ giò nhôm này. Đó, cái nghĩa còn nha. Đó, 200k bao ship, bác nào nghe lâu con. Rồi còn có bộ giò này, bộ giò da băng luôn nè. Bộ giò này Shimano Forgen mà nó không có chữ da băng VA, mà không có chữ da băng, có cái nắp này thôi. Có nắp để chữ da băng thôi, không có để chữ da băng nha các bác. Rồi, dĩa là dĩa hộp sòi luôn nè. Ừ. Nhưng mà giò này là giò da băng nha, sơn đen bằng nhôm đẹp luôn.
nắp nó có cái nắp này, bằng này mà nắp này bằng gan, nắp này bằng mũ. Trời, con này con xả luôn nha. 400k bao ship cho cái bộ ba dĩa luôn nha. Lắp giò xe 28 xe cổ nha, dĩa hộp sòi luôn. Đó, mấy bác nó chạy xe hộp sòi mấy bác mới thích. Rồi, bác nào ưng được cái bộ giò này alo con nha. Đó, hôm nay con xả mấy cái đầu đen luôn. Đó. Hôm nay con chơi còn đầu đen không, không có chơi gì mà trắng hết. Rồi, một cái sườn luôn màu đen luôn nha các bác. Trung Quốc luôn nha. Sườn này nước sơn zin nha. Đó, nước sơn zin màu đen ha, còn cái đèn luôn nè. Như nó. Cái chân cổ cũng zin theo xe ha, giò giữa cũng zin theo xe ha, cũng còn thấy được nè. Đó. Con không có đụng vô mấy cái xe Trung Quốc thì con không lấy gì nó. Đồ con không thích, con không thích được Trung Quốc. Dạng lô xe rồi nó có dính mấy con này thì con bán rồi. Rồi. Cái sườn này khá là đẹp nha, nước sơn nó đẹp nha. Nó tem được ghi hết trơn nha. Nó vào giữa rồi cũng nó theo xe hết nha, có pin rồi không dính nha. Đó có đèn luôn nha. Rồi. Cái sườn này thường thường nó rất là lùm, các bác nó khoảng tầm 4 mấy thì con đo chính xác luôn cho mấy bác coi. Rồi cái sườn này cao 52 ngang 54 luôn nha các bác. Đó. Rồi cái sườn này con giao luôn giá là 650 bao ship luôn. Đó. 650 bao ship cho cái sườn Trung Quốc luôn nha, bác nào thấy ưng được alo luôn. Rồi hôm nay con mới đồ gì đó đen gì đó phong cách và lách, bác nào thấy ưng được cái nào thì alo cái đó ha. Rồi xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.